Thưa quý vị và các bạn, 26 tuổi làm Tổng Bí thư của Đảng, 29 tuổi bị địch sát hại. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vẫn để lại nhiều di sản quý cho cách mạng dân tộc Việt Nam. Hôm nay, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh vị Tổng Bí thư trẻ nhất của Đảng, ngày 9 tháng 7 năm 1912, 9 tháng 7 năm 2022, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Là hậu duệ đời thứ 17 của đại thi hào Nguyễn Trãi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912 tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Hoạt động cách mạng từ khi còn là học sinh, 17 tuổi được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, 19 tuổi bị thực dân Pháp bắt đầy ra Côn Đảo 5 năm. Tháng 3 năm 1938, khi chưa đầy 26 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tháng 11 năm 1939, đồng chí triệu tập hội nghị Trung ương 6 tại Gia Định, quyết định thay đổi chiến lược cách mạng và thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương. Đầu năm 1940, đồng chí bị địch bắt tại Sài Gòn, bị khép vào tội, đã thảo ra nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương. Chủ trương bạo động là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, đồng chí anh dũng hy sinh tại ngã ba Rồng ở thành phố Sài Gòn. Di sản đồng chí Nguyễn Văn Cừ để lại đó là bài học từ sự thay đổi chiến lược tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Điều đó được thể hiện trong quyết định ở Hội nghị Trung ương 6 tháng 11 năm 1939. Đồng chí còn là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Từ sự phân tích khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Đảng ta quyết định không áp dụng mô hình mặt trận bình dân kiểu Pháp, cũng không dập khuôn mô hình mặt trận dân tộc phản đế của Trung Quốc, mà thành lập mặt trận dân chủ thống nhất để đoàn kết thống nhất được các giai cấp lực lượng. Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy trẻ tuổi nhưng là một trí tuệ lỗi lạc của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về chính trị. Tháng 6 năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết cuốn Tự chỉ trích, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lần đầu tiên ở Việt Nam, một Tổng Bí thư của Đảng viết những người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần chúng, chứ không phải theo đuôi hay phỉnh họ. Đồng chí nhấn mạnh, dù có sai lầm, có thất bại, cũng phải có can đảm mở to mắt ra nhìn sự thật. Trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong tác phẩm Tự chỉ trích vẫn còn nguyên giá trị.